Xin kính chào quý vị và các bạn. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Bà Yosef Lipsit, người bị Hamas bắt làm con tin cho biết, đã gặp thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwa trong đường hầm ở Gaza và chỉ trích ông này. Bà Yosef Lipsit kể lại rằng, Sinwa ở chỗ chúng tôi 3-4 ngày sau khi chúng tôi bị bắt. Tôi hỏi ông ta làm thế nào mà ông ta không cảm thấy xấu hổ khi đã bắt cóc những người luôn ủng hộ hòa bình suốt những năm qua. Bà nói ông ấy không trả lời và giữ im lặng. Bà Lipschitz là con tin mới nhất được trả tự do cho biết từng gặp thủ lĩnh Hamas trong thời gian bị giam. Một số người ở New York cũng cho biết đã gặp ông Sinwa một ngày sau khi bị bắt làm con tin. Ông Sinwa và em trai Mohammed, một lãnh đạo cấp cao trong tổ chức, nói với các con tin rằng họ sẽ an toàn và quay về Israel theo thỏa thuận trao đổi, thân nhân một con tin vừa được trả tự do cho biết, qua tự giới thiệu với nhóm con tin bằng tiếng do thái. Xin chào, tôi là Yaya Shinwa. Các bạn là nhóm được chú ý bảo vệ nhất ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra với các bạn. Shinwa học tiếng do thái khi đang thụ án tù ở Israel vì bắt cóc và giết hại binh sĩ Israel. Ông được phóng thích năm 2011 trong chương trình trao đổi tù nhân với điều kiện Hamas thả binh sĩ Israel. Gilad Shalit bị bắt cóc. Cuộc gặp mặt giữa Sinwa với các con tin trong đường hầm cùng chương trình trao đổi con tin được tính toán kỹ lưỡng dường như cho thấy Sinwa, người bị Israel cáo buộc là chủ mưu vụ đột kích ngày 7 tháng 10, đã sớm nhận ra khả năng thực hiện thỏa thuận trao đổi con tin và tù nhân. Trong một diễn biến gần đây, theo tờ The Times of Israel, lực lượng phòng vệ Israel xác nhận phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát giải Gaza thuộc Palestine Ngày 29 tháng 11, đã bàn giao 14 con tin gồm 10 công dân Israel và 4 công dân Thái Lan cho Hội chữ thập đỏ quốc tế để đưa họ về Israel. Đổi lại, trong đêm 29 tháng 11, Israel trả tự do cho 30 người Palestine bị giam giữ ở Israel. Bên cạnh 14 con tin được Hamas trả tự do theo thỏa thuận với Israel, ngày qua Hamas cũng thả hai công dân mang hai quốc tịch Nga-Israel như cử chỉ đáp lại những nỗ lực của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong xung đột Israel-Hamas. Ngày 29 tháng 11 là ngày cuối cùng trong thời gian gia hạn thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, nhưng hai bên dường như còn nhiều khác biệt, khiến nỗ lực kéo dài thỏa thuận gặp khó. Theo người phát ngôn của Hamas, ông Osama Hamdan cho biết vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào để gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời ở Gaza, và Hamas không thấy đề nghị của Israel đáng để xem xét. Ông Hamdan nói với hãng tin Al-Madain, của nhóm vũ trang Hezbollah, Liban. Những nỗ lực nhằm gia hạn thỏa thuận ngừng bắn vẫn chưa chín muồi và đối với lời đề nghị mà họ đưa ra cho chúng tôi để gia hạn ngừng bắn, chúng tôi thấy nó không đáng để nghiên cứu. Theo AP, đến thời điểm hiện tại, cuộc tấn công dữ dội của Israel ở Gaza dường như chưa thể tác động mạnh đến Hamas. Giới chuyên gia khẳng định, bằng chứng là Hamas vẫn có thể cùng lúc tiến hành các cuộc đàm phán phức tạp đảm bảo lệnh ngừng bắn được thực thi giữa các nhóm vũ trang khác trên giải Gaza và tổ chức các đợt thả con tin một cách suôn sẻ, thủ lĩnh của Hamas, trong đó có Jehi Asinwa, có thể đã di chuyển về phía nam Gaza. Theo thống kê của Reuters, 97 con tin đã được trả tự do kể từ khi Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Quân đội Israel cho biết hiện còn 145 con tin ở Gaza. Tình cảnh khó khăn của những người bị bắt làm con tin cùng cú sốc từ cuộc tấn công ban đầu của Hamas đã khơi dậy sự ủng hộ của người dân Israel đối với xung đột Israel-Hamas. Israel và Hamas ngày 30 tháng 11 đã nhất trí vào phút chót về việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn thêm ít nhất một ngày để các nhà đàm phán tiếp tục thực hiện giao kèo trao đổi con tin. Quân đội Israel và Hamas đều ra thông báo xác nhận việc ngừng bắn sẽ kéo dài sang ngày thứ Bảy. Điều kiện ngừng bắn bao gồm cả việc dừng các hoạt động thù địch, tiếp nhận viện trợ vẫn giữ nguyên, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar cho biết Qatar cùng với Ai Cập, Mỹ đã đóng vai trò trung gian hòa giải chính giữa các bên. Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, cách đây không lâu, Israel đã nhận được danh sách các phụ nữ và trẻ em theo điều khoản của thỏa thuận, vì thế lệnh ngừng bán sẽ tiếp diễn. Các quan chức Mỹ cho biết, nước này đang thúc giục Israel thu hẹp vùng chiến sự và làm rõ nơi nào dân thường Palestine có thể tìm kiếm sự an toàn trong bất kỳ chiến dịch nào của Israel tại Nam Gaza. Hãng Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ nói ngày 29 tháng 11 rằng, kêu gọi trên được đưa ra nhằm ngăn chặn thương vong lớn xảy ra như khi Israel tấn công Bắc Gaza. Bên cạnh đó, các nhà hòa giải bế tắc trong các cuộc đàm phán căng thẳng để kéo dài thời gian tạm dừng giao tranh ở giải Gaza, nhưng Israel ngày càng khó đồng ý hơn. Thỏa thuận ngừng bắn ban đầu dự kiến kéo dài đến ngày 27 tháng 11, nhưng Hamas quyết định chấp nhận đề nghị của Israel nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn thêm một ngày cho mỗi nhóm gồm 10 người bị bắt được thả. Khi sắp hết thỏa thuận ngừng bắn, Qatar đã công bố gia hạn thỏa thuận thêm hai ngày. Các nhà hòa giải Qatar và Ai Cập có thêm thời gian để tìm cách thuyết phục cả hai bên kéo dài thời gian ngừng bắn hơn nữa hoặc biến thỏa thuận tạm thời thành một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Tuy nhiên, mọi việc không hề dễ dàng. Ban đầu, mặc dù các cuộc đàm phán thông qua các bên trung gian gặp nhiều khó khăn, kéo dài, nhưng cuối cùng họ đã đạt được một số kết quả và thỏa thuận về nguyên tắc dẫn đến thỏa thuận ngừng bắn ban đầu kéo dài 4 ngày và gián tiếp kéo dài thêm 2 ngày trong các cuộc đàm phán ban đầu israel đã đơn phương tuyên bố rằng việc tạm dừng có thể kéo dài hơn nếu hamas thả thêm những người bị bắt do đó không cần phải đàm phán thêm nhiều tuy nhiên khi thời gian trôi qua các cuộc đàm phán thông qua trung gian qatar và ai cập dường như bị kéo dài danh sách những người bị giam giữ sẽ được trả tự do tiếp tục được thống nhất và chấp nhận với tốc độ ngay càng chậm hơn có thời điểm hamas thậm chí còn đe dọa dừng quá trình này và để thỏa thuận ngừng bán sụp đổ hiện nay tình hình có vẻ phức tạp hơn bao giờ hết Hamas thông báo rằng họ đang tìm cách gia hạn thêm 4 ngày và thậm chí còn ám chỉ việc sẵn sàng đàm phán thả tất cả con tin mà họ đang giam giữ để đổi lấy việc chấm dứt chiến sự lâu dài hơn. Đồng thời Israel cho biết họ hoan nghênh việc thả thêm con tin nhưng gửi đi những thông điệp trái chiều về việc tiếp tục tạm dừng giao tranh. Trong bầu không khí bất ổn xen lẫn lo lắng và hy vọng, các nhà hòa giải quốc tế đang cố gắng hơn bao giờ hết trong hai ngày qua, những người có mặt tại Qatar gồm các quan chức cấp cao nhất của cơ quan tình báo Mỹ, Israel và Ai Cập. Không có thông báo nào về hiện diện của các đối tác Hamas, nhưng rất khó hình dung rằng phía Palestine sẽ không có đại diện trong một hội nghị thượng đỉnh tình báo như vậy. Người ta kỳ vọng rằng với kinh nghiệm qua hai vòng đàm phán, việc đạt được các thỏa thuận về tiếp tục và gia hạn thỏa thuận ngừng bắn sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu cho thấy tình hình đang trở nên phức tạp hơn khi các cuộc đàm phán có thể bị xa lầy. Có một số lý do dẫn đến tâm lý trần trừ rõ ràng của cả Israel và Hamas trong việc kéo dài thời gian ngừng bắn thông qua trao đổi thêm tù nhân. Một trong số đó là lý do quân sự mang tính chiến thuật và chiến lược, phần lớn là về phía Israel. Trong vài ngày qua, một số đại diện của quân đội Israel cho biết rằng họ muốn việc gia hạn tạm dừng bắn thêm 2 ngày, hiện nay là lần cuối cùng. Các tướng nói với giới lãnh đạo chính trị rằng quân đội tin rằng giao tranh sẽ tiếp tục vào sáng 30 tháng 11. Ngay từ khi bắt đầu can thiệp Vũ trang, quân đội Israel đã lo lắng khi phải tham chiến mà không xác định rõ mục tiêu chiến lược. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhiều lần nhắc lại rằng mục tiêu của ông là giành chiến thắng trong cuộc xung đột bằng cách loại bỏ Hamas, nhưng rõ ràng ông chưa bao giờ chuyển điều đó thành những mệnh lệnh và nhiệm vụ rõ ràng và có thể đo lường được. Sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10, quân đội Israel đã huy động 360.000 quân dự bị, triển khai họ cùng với đội quân thường trực gồm 150.000 binh sĩ. Trong khi cuộc xung đột tiếp diễn, mỗi người dự bị và mỗi đơn vị, dù ở Gaza hay dọc theo mặt trận phía Bắc đối diện với Hezbollah, đều biết chính xác nhiệm vụ và mục đích của mình là gì. Họ tập trung và không bị ảnh hưởng quá mức bởi bầu không khí của cuộc sống dân thường. Nhưng khi binh sĩ đã dừng lại 4 ngày rồi hai ngày nữa, nhiều người về nhà để nghỉ ngơi một thời gian ngắn và phải đối mặt với những nghi ngờ, bất an, sợ hãi và hy vọng của gia đình và người thân. Trong một vài ngày, họ sống gần như thường dân nhưng vì thời gian tạm dừng ban đầu sẽ hết hạn vào ngày 27 tháng 11, họ sẽ phải trở về đơn vị vào chiều 28 tháng 11, thời điểm gia hạn ngừng bắn được công bố. Quân đội Israel sau đó phải quyết định cho họ thêm một hoặc hai ngày ở nhà hay luân phiên binh sĩ. Nếu kéo dài tình trạng này sẽ làm phức tạp thêm công tác hậu cần nghỉ phép và luân chuyển, nhưng cuộc sống bán dân sự kéo dài cũng có thể làm tổn hại đến quyết tâm chiến đấu. Sau ngày 7 tháng 10, tinh thần của Israel tăng cao và mọi người đã sẵn sàng chiến đấu, tình hình bây giờ đã khác. Nhận thức được những vấn đề tiềm ẩn về tinh thần và quyết tâm, các tướng lĩnh Israel rõ ràng muốn kết thúc cuộc xung đột hơn là phải theo nhiều mệnh lệnh thay đổi liên tục, mà trong tất cả các cuộc xung đột, những điều này đều gây bất lợi cho khả năng chiến đấu của quân đội